Nếu không sớm muộn gì cũng sập thôi. Anh lửa độc toàn thân 30 năm nay, không biết đã dùng cách gì mà lại thu hút được công chúa thiêu thân xinh đẹp. Cô từng bước tiến lại gần về phía ngọn lửa. Có lẽ là do ỷ thế về ngoại hình xinh đẹp và thân phận cao quý. Ngay cả khi đối phương thiếu điều, viết lên hai từ kẻ xấu trên mặt, thì công chúa vẫn cứ tung cánh bay lên trên, không chỉ tung tăng bay quanh ngọn lửa, mà còn thậm chí dùng cách không muốn sống để trêu chọc đối phương. Vốn tưởng rằng bộ phim ngắn đến đây là kết thúc lãng xẹt. Không ngờ khi công chúa thiêu thân bay vòng vòng tăng tốc một lúc, thì ngọn nến nuôi sống ngọn lửa đó đã chảy đến gần đáy. Nhìn ngọn lửa bị quay như một con rối, công chúa thiêu thân vẫn chưa chịu dừng lại. Nó đứng lên một chiếc kính bắt đầu mỉa mai, châm chọc, nhìn điệu bộ giống như đang muốn nói, ngày xưa yếu sinh học vật lý lắm đúng không? Thế nhưng chính vào lúc cô đang vênh mặt đắc ý, tên lửa đực không thể nào chịu được, nhảy thẳng về phía chiếc kính, trong chớp mắt đã đột cả cái kính chỉ còn phải phần mắt. Nhưng dù vậy, công chúa thiêu thân vẫn không biết kiềm chế lại bản thân, vẫn cứ ngang ngang nhiên nhiên đứng lên chiếc mặt nạ, nhảy múa.